Nhóm ăn nhỏ miền quê xin chào ông bà cô chú và tất cả các bạn. Thì bữa nay mình cũng chiên bánh để bán, mẹ với cô Năm đang phụ mình chiên bánh xèo. Còn chị Hồng thì chỉ đang làm mắm chưng để chiều nay mình ăn cơm chiều. Bữa cơm chiều hôm nay thì ăn mắm chưng, hồi nữa mình luộc bầu. Bầu luộc ăn với mắm chưng với một ít rau sống nữa. Có rau luộc kẹp vô cũng ngon nữa. Còn nếu ngon nữa thì mình có bông súng, cà chua, dưa leo nữa. Cái gì mình ăn với mắm cũng ngon hết. Dạ, trời mưa này ăn mắm ngon. Thì mình cũng đang bắt một nồi nước sôi để tí nữa mình chưng mắm á. Trong thời gian chờ đợi chị Hồng ướp mắm thì mình bắt nước sẵn. Tại vì chưng mắm cũng hơi lâu. Lâu cho cái mắm nó chín bên trong á. Chị Hồng chỉ cho thịt nè, mắm, rồi hạt nêm, đường. Cái mắm nó mặn sẵn thì mình không có cho muối nha. Chỉ cho củ hành tím vô. Tí nữa mình cho miếng tép mỡ á, cho cái mắm mình ăn nó béo. Chị đang ướp thịt trước đây hả? Ừ. Còn trứng thì tí nữa mình đập vô, quậy vô trong cái thịt cho nó dẻo. Còn một cái thì chút nữa mình đập lên mặt á, để cho nó tráng cái mặt ngang, cái màu vàng cho nó đẹp, trang trí. Làm mặt trang trí. Cũng giống như mình vậy, trang điểm mới đẹp, không trang điểm nhìn xấu quá. Mặt mộc. Trời mưa này đốt hoài nó không có cháy gì nào. Đúng rồi, củi nó ướt á. Nhưng mà nó cháy được thì cháy dữ lắm. Trời mưa nhưng mà mình bán bánh xèo vẫn được nha. Trời mưa mới bán được á. Đội áo mưa đi giao luôn, giao hàng tận nơi. Trời mưa người ta đói bụng. Cái mắm với thịt đó thì lượng mắm sẽ ít hơn thịt. Tại vì mắm nhiều hồi nó mặn, ăn không nổi. Để ngồi ra coi cái bụi nhãn lồng cô Năm còn ngọn không. Nghe đây nè chị Hồng. Rồi hái luộc chấm một cái. Nghe đây nè. Cô hỏi là hái bữa nhãn lồng á cô Năm. Để ngồi nữa đi luôn cô Năm. Cô Năm có đọc nhãn lồng rồi đọc lan nữa cô Năm. Sáng em có bầu quá chị Hồng. Em có bầu hả? Em có mua trái bầu. Hồi sáng em có bầu, bây giờ em hết bầu. Hồi sáng này em có bầu. Nói cái nghe chị giật mình hả? Nghe giật mình. Hồi sáng này em có bầu. Đó, chị Hồng chỉ đang trộn nè. Thì cái món mắm này mình cũng quay lên nhiều lần rồi, nên nay mình cũng với chia sẻ nhiều cho cả nhà. Giờ mình vô mình coi bánh của mẹ nha. Cô Năm với mẹ vừa chưng bánh xong nè. Bánh vàng ôm luôn, đẹp ghê không? Đó. Để quay cái bụng vô trong. Ý, ngược kìa cô Năm. Dạ. Đó, cô Năm quay vậy đúng rồi. Bánh xèo gỏi cuốn. Bánh nóng giòn luôn á. Trời mưa cái đường đọng nước lại nhìn nó ướt nhẹp à, dơ. Nãy giờ chị Hồng mình trộn mắm xong rồi chị bỏ vô nồi để chưng luôn rồi nè. Mắm cũng sắp chín rồi đó. Tại vì mình lo mình làm gỏi cuốn phụ cô Năm với mẹ để giao cho chị Tư. Nên là bỏ cho chị Hồng làm cơm chiều luôn. Trời, chị Hồng chỉ làm tô mắm nhìn nó thèm ghê không? Quá trời ngon luôn rồi. Hấp dẫn thiệt. Chiều mưa mà ăn mắm chưng với rau luộc ha. Chắc hết nồi cơm á chị Hồng. Nồi cơm luôn á. Giờ mình đi lên trước cửa cô Năm để xin ít rau nhãn lồng á mình luộc nha. Chị Hồng chỉ đang đi rồi nè.
chị Hồng mình đang hái đợt nhãn lồng á. Đợt non nhìn thấy mê ha. Hái cái lá lụa đó luộc ăn cũng ngon đó. Thường thường em thấy ít á, cái em hái thêm đó cái tầng nữa nữa. Dạ đúng rồi. Chứ mình ăn cái nõn không thì không đủ gì không. Em ăn luôn cái lá lụa. Bữa nay là vừa chắc là sức vừa nhiều nè, nên là xe cộ chạy vậy luôn từ chiều giờ luôn á. Cái này mà ăn với mắm thì thôi hết sảy. Này đúng là hết sảy con bà bảy nè. Quá trời luôn hả chị. Mưa một vài đám là bắt đầu nó lên xanh rì luôn á. Ngồi nữa mình gọt thêm trái bầu nữa mình luộc ăn là nó ngon lắm. Nãy em nấu nồi cơm rồi đó mà không biết đủ không đây. Ăn mắm là phải nấu cơm cho thật là nhiều. Chị Hồng mình đang lũi ở đây có cái cây giáng lồng bò lên cái trụ cổng của cô Năm á. Hồi mấy năm trước nhà mình mà chưa có thông qua bờ bên đây á, là nguyên cái bờ này toàn là rau không luôn. Mỗi lần ăn cái mình đi vòng vô cửa mình vô đây là hái đã luôn á, khỏi tốn tiền rau. Còn giờ mình ở rồi cái mình đi nhiều làm như nó mọc không nổi nữa rồi. Ở phía sau nhà cô Năm á, có hai đám rau lan lớn, nhiều rau lắm. Cô Năm không phải mua rau. Dạ. Chị Hồng cái thăm mắm nữa rồi. Đang nói bụng mà chỉ dở vai mà chịu không nổi luôn á. Thăm coi được chưa đặng chị làm mặt. Làm mặt. Mình quảng cáo cho chị hai, chỉ ra với coi nồi mắm của mình nè. Lâu lắm mới gặp lại chị hai nè. Chị hai giờ chỉ vô đợt làm đường làm cầu nữa rồi. Cầu chị chừng nào mới làm nữa phải không? Chắc chủ nhật làm nữa. Ủa còn này cái nhị đâu vậy hả? Chị không có nhị. Chị bị không có làm nhị. À, nãy em không để ý luôn, bây giờ mới thấy không có nhị. Chị nghi chị Hồng chứ làm gì. Vậy đó. Là tô đó của chị á. Ừ, làm dấu hay cái gì đó. Làm dấu tô đó của chị rồi. Làm dấu. Chị của em mới chị không? Chị lấy chiếc đũa chị xôm thử chín chưa chị Hồng, nãy chị nói mà em quên cái vụ đó chứ. Nãy giờ quên xả hơi thì vì nước nó đậm nhóc. Nãy giờ lo đi hái rau không có xả hơi nhiều quá chị. Có xả mà ít. Dạ sao rồi chị? Thì chị xôm nếu mà nó dính đũa thì nó chưa chín, còn nó không dính đũa thì nó chín á. Vậy được ạ. Vậy chị cầm cái nắp đó giùm chỉ giùm em luôn đi. Chị đập cứng lên trên á. Mình nghiêng cho nó chảy ra. Ồ vậy nãy người ta tét rồi mới để ớt chứ chị Hồng. Mình làm mặt xương xương thôi nha, đừng làm đậm quá. Chị làm kiểu Hàn Quốc á nha, chứ đừng làm mấy kiểu mà má hồng. Mình đồng da sắt rồi. Chị Hồng mình đánh cái lòng đỏ hột gà cho nó đều quá rồi chị chiết lên mặt. Tại vì mình tới 4 tô mà cái lòng đỏ không đủ, nó có 3 cái trứng à. Cười lên đó chị. Đó em nó bít cái miếng ớt đâu. Bít thì bít đó. Mà có vẫn còn thấy màu chứ em có nói không thấy màu hết. Nóng lắm á chị Hồng, thấy cái tay chị đưa vô khói dựng luôn rồi kìa. Nãy quên lấy cái giá gì dài dài cho đỡ nóng à. Tính ra em cũng hơi ác, hay em đẩy lửa vô thêm nữa chứ. Có liền cho chị tới luôn. Lâu lâu chị hai chỉ lên chỉ làm vui nhộn trở lại vậy ha. Có nó lên mới có tiếng cười mà. Không nóng gì chết thì thôi vậy đi hiến mệt quá nữa. Bị nóng gì chết. Ngồi ăn cơm mà về chị hai ơi. Hồi tối rồi chắc chị về quá. Lên phải ăn cơm chứ. Có tròn mắm không?
Ăn cơm chứ không ăn mắm ạ. Dứt khoát là ăn cơm với rau chứ mắm không cho chấm vô. Ôi sao nghe đắng lòng dắt khỏi. Thôi về sớm. Quá vậy tới về sớm nữa. Thấy mà bốn tô mắm về mà không cho ăn. Rồi giờ chị Hồng chỉ để cái tô ở ngoài nãy vô nè. Tại vì cái tô đó nó cái nồi nó chặt, cái chỉ kê lên trên nên phải nhắc ra ngoài. Giờ mình đậy lại chờ đợi. Mình sẽ đi cái, luộc rau. Cái nắp này nắp khác hơn chị. Cái nắp đó là cái nắp của cái nồi khác đó chị. Nãy em cũng quên để ý nữa. Mà vậy nó cũng kín thôi mà không sao đâu, được á. Đi vô. Vô em còn lấy bầu em gọt nữa. Chị Hồng thì đang luộc rau ở bên ngoài để chuẩn bị ăn cơm, còn mẹ cô Năm thì cuốn 20 cửa cuốn để tí nữa mình giao cho khách nè. Tối em mà cũng được khách ủng hộ 20 cái cửa cuốn. Vui không ạ? Ừ. Giờ mình làm nè, nãy giờ mẹ chuẩn bị. Thì bún tươi mình đã hết rồi, mình sẽ xài luôn bún khô. Bún khô mình trụng á, mình cuốn cửa cuốn ăn nó dai cũng ngon lắm. Có thể là ngon hơn bún tươi luôn á. Tại vì bún khô nó, nếu mà tính ra thì nó mắc hơn bún tươi. Cô Năm cố cuốn nhìn thấy thèm ghê. Có rau, có giá, có bún, tôm, thịt, dưa leo, hẹ. Cô Năm có cuốn chặt tay, cái gỏi cuốn mình ăn rất là ngon. Với lại gỏi cuốn mình nó là sử dụng cách lọc nên là nó mềm á. Nãy có hai cái hồi kia mày lấy gì cho bà? Đây chị Hồng chỉ đang luộc bầu nè. Do bóng đèn mình đem vô trong nhà tập trung vô đây hết để cho sáng dễ thấy đường cuốn á, nên là ngoài chị Hồng thì nó không có sáng bằng. Ngày sử dụng hết công sức rồi. Xong chưa chị? Chưa. Thêm rau hả? Thiếu rau con. Cứu thêm một cái. Chị nghe thiếu chị chạy lên chị phụ rồi. Bữa nào bán được thì mình vui ghê hết vậy Nam. Bữa nay bán được chị Hồng chị cũng có buồn ngủ nữa. Chứ mấy ngày kia mà bán ế chị Hồng chứ buồn ngủ dữ lắm. Chỉ ngồi chứ mệt. Trời, có mấy trái dừa nước mà nay hai ngày chưa ăn được nữa chị Hồng. Giờ tối luôn rồi, ăn dừa nước thì nó để bụng khó ngủ. Vậy là tới ngày mai luôn á. Đã có chị Hai lên chơi chút cũng đỡ, chỉ lột tép giùm xong rồi chỉ về. Mà trời nhanh tối ghê, nãy lúc nãy chị Hai còn thấy đường về chứ giờ tối luôn rồi chị Hồng. Bàn làm việc của cô Năm với mẹ nay là nâng cấp rồi nè. Bữa hổm hai bàn lùn, nay chuyển lên bàn cao rồi. Trời mưa giờ vô. Trời mưa giờ vô. Giờ vô đây nó. Với cô Năm có cho mượn cái bàn này nè. Chứ em cũng đâu có nhiều bàn vậy đâu. Cái bàn này cô Năm có đem ở nhà ra nè. Ngồi vậy cuốn khỏe hơn hả cô Năm. Cái bàn lùn cuốn mỏi lưng lắm. Quá trời ngon luôn. Giờ mình giao xong gỏi cuốn hết rồi mình ăn cơm tối nè. Hôm nay mới sum họp gia đình bữa. Lần này sum họp với tô mắm. Mắm với rau luộc, bầu luộc. Chị Hồng chỉ để vài cọng giá lên đi như bông nở vậy. Ăn với rau luộc bún chưng là ngon lắm đây. Ai thích giòn thì có thể ăn dưa leo, cà chua.
Mời ông bà cô chú và tất cả các bạn cùng ăn cơm tối gia đình của mình nha. Mời cả nhà cùng dùng cơm với mình nha, ăn cơm với mắm. Mời cả nhà cùng dùng cơm với mình. Mời cả nhà cùng dùng cơm với mình luôn. Cô Năm chị Hồng mẹ ăn tự nhiên nè. Chị Hồng thử đi. Dít mắm đi nè. Ngồi trong này chặt đi ra ăn được. Ai ngồi đâu ngồi đó chứ không đi được tại nhà chợt. Nhanh nhắn lòng nè chị Năm. Năm này ăn ngủ dữ lắm nè. Nãy con thấy con mới nói với Tường An á. Nhanh nhắn lòng này ăn ngủ. Để mẹ em sắn ra cái mình thử cái hương vị kia làm sao. Mời chị yêu. Cảm ơn em yêu. Yêu nhau ngày nào cũng gặp hả? Vừa ăn ngon lắm rồi. Chị Hồng chỉ làm món mắm là con không có chê vào đâu được á. Thấy cô Năm mẹ chị Hồng ăn ngon quá, giờ con cũng tắt máy con đi ăn. Thì clip của mình cũng đã hết rồi, hẹn gặp lại cả nhà ở clip sau nha. Giờ mình phải đi ăn cơm tối thôi, tại thấy mẹ ăn quá ngon rồi.